Chào mọi người, chào tất cả cần thủ đam mê. Hôm nay mình ra suối tiếp mọi người ạ. Mình đi đánh lăng xê đây. Ở đây là gặp ngay một cần thủ kỳ cựu đã đặt lăng xê đây rồi. Hôm nay mình ra đây đánh 3 cần lăng xê và 3 cần 10 run. Mình đặt lăng xê đây để chuông. Và xuống phía dưới đi câu run nhá. Đây có thằng em, lại nó ra nó đặt một cần rồi. 2 cần. Ném 2 cần đây thì giờ mình ném thêm 3 cần nữa mọi người. Ném thêm 3 cần nữa là mình xuống phía dưới kia đi câu run, hoặc là câu trên này cũng được. Hoặc mình sang bờ trên kia mình câu run. Này nước đang còn khá đục mọi người ạ. Đi câu chặt thì quá lý tưởng. Mình sẽ ném lăng xê trên này. Ném trên lăng xê trên này và xuống kia đi câu run nhá. Có chuông thì mình lên mình nhấc. Như vậy mình đã buông xong 3 cần lăng xê mọi người ạ. Mình có cần này này, mình gắn chuông ở đấy với 2 cần bên này. Đây là có thằng em nó ra trước, nó đánh 2 cần này, nó xuống dưới kia nó đánh run. Mình câu đây luôn, mình câu sát vậy bờ này, lấy cá chê lai và chỉ làn và cá bò kia. Bây giờ mình buông nốt mấy cần run nữa mọi người nhá. Một lăng xê hôm nay mình cũng còn có chút xíu thôi, đánh 3 cần thôi, chắc cũng được cỡ 10 mồi thôi. Hy vọng hôm nay sẽ có con chồi hay con chép nào lên anh em nhé. Đây thì khá mát mẻ anh em ạ. Tre này. Đấy. Ngồi đây thì buổi chiều thì nó có nhiều muỗi. Nhưng bây giờ thì không có muỗi đâu. Gió mát, trời vẫn nắng. Hôm nay quê mình mất điện. Mình đi giờ là 10 giờ. Mình đi sớm chút, chiều đang lững giờ mình về. Thôi anh em nhé, bây giờ mình buông cần tay đã. Mình băng buông cần run run đấy mọi người ạ. Mình buông 3 cần run bên này. Mình xem đến bên đó. Ngồi đẩy chút cho run xem thế nào. Gì đây mà cong thế này. Dạ. Mới thả được quá à. Bộ kìa. Lại bộ kìa anh em ạ. Buồn thế. Nó được dìu hai cái chẳng thấy lôi nó nuốt trứng luôn. Đây chắc chỉ có bộ kìa không có chạch. Bắt lên. Hả? Mồi hôm nay mồi quá chả hiệu quả mấy. Ba cần run hôm nay đây mình đánh một cây lưỡi to mọi người nhé. Một cây trong cùng này mình đánh lưỡi to bắt cá chê. Còn hai cần ngoài này mình đánh bắt chỉ làn cá bò. Hai cần ngoài đánh lưỡi số 10 lưỡi bé. Hy vọng mấy cần lăng xê của mình hôm nay lên được chấm hoặc chép trôi gì đấy. To hay nhỏ thì không biết mọi người ạ. Nhưng mà được là vui rồi. Lại chúng em thấy con chép bằng cỡ bàn tay này nó trao ngoài kia. Nó lên. Bên nó có cắn không? Mình câu run đây chừng một tiếng mọi người ạ. Nếu không có cá thì mình chuyển chỗ khác câu chạch. Thì điểm này nó rất sâu. Chạch mà được con nào là cũng con đấy, mà không được thì hầu như nó ít hơn là chỗ nước nó lưng chừng hơn. Chạch nó nằm ở bờ bụi rậm rậm. Có cái này. Quá anh em ạ. Anh xê. Đi. Có chấm gì ơi, à trôi rồi. Mới thay nhỉ. Trôi luôn. Khá khá. Trôi. Chuồn kiều có bé bé thế, con này cũng được được đấy chứ. Nhạy phết những cái mồi hôm trước để lại còn có 3 mồi. Coi nha. Chuồn trắng. Đóng sâu vào mép. Đây.
nên là có hàng. Chuồng kêu quá bé, như gì gì tưởng là cá bé này. Đấy là được một em anh em nhá. Không to lắm nhưng cũng tặng. Mình cái mồi này mình để hơi lâu, nó có mùi khá chua dịu, trôi nó dễ cắn. Nên con rô khá to anh em này. Mình đang đạp pin, cần thủ duy đây. Rô đấy, úi giời. Úi giời. Đấy, này. Đấy. Nó dễ quá. Nó móc sát vào đấy đấy, mình vừa kéo lên cho thằng chú mình đang thay mồi. Vậy là được hai em, một em trôi một em rô mọi người nhá. Đấy, cho ship hàng của anh này. À giờ cần thú duy khá giá anh em ạ. Một con trạch to, một con trạch nhỏ. Hai con rô, một con bự, một con chép. Đây, đang làm một mớ cần cộng đây. Về trước ăn cơm, mình ăn cơm trong đây rồi mình không về nữa. Ăn rồi. Ăn nhà ông rồi. Một bạc rồi, hơn cân nhá. Rồi, ngon lành rồi. Được cá trạch là được rồi. Ừ. Mình vẫn câu tiếp mọi người, mình vừa nạp xong pin máy đấy. Đấy, vừa lên thêm con bò kiểng. Đây anh em. Đấy. Chứ mình hôm khi mình phải chuyển cần câu chụp lên phía trên câu một chút kiếm ít trạch đấy, đây không có trạch. Ba cần đang xê thì mình gắn chuông cứ để đây thôi mọi người ạ. Cứ gắn chuồng để đó thôi. Có chuồng thì mình lại mình nhấc nhá. Rồi mình mang mấy cần lên trên kia mình đi câu trạch này. Mình mang ba cần câu run lên trên này mọi người, nên câu trạch. Dưới kia nó không có trạch. Mình đang để ba cần đang xê mình mắc chuồng ở đấy rồi. Có chuồng kêu là mình chạy xuống mình sẽ nâng thôi. Mình trên đây mình câu trạch nhá. Mình có kè này mọi người, nó kéo vào trong bờ kìa. Lúc mình ngồi mình thay mồi thấy nhảy bỗng phát mình tưởng gì, hình như là nó kéo này không biết một cá còn mắc không. Mình kéo sát vào đấy, mình xem thế nào. Đấy. Còn trong này. À, thử thấy em chạch mọi người ạ. Đây. Em chạch. Nó nuốt rồi. Kéo sát vào đấy mình nghe bỗng phát mình nghĩ là gì thế. Hình như nó ăn nó kéo sát vào trong bờ. Ôi em chạy cho mọi người nha. Ui rồi. Nốt luôn. Người xuống nâng cái cần lăng xe lại mọi người, nó kéo nó lại cũng không dính. Buồn quá. Chuồng kêu. Không có cần nào. Lần xuống mới được. Thấy chuông kêu rồi. Thôi lại xuống bắt đầu anh em ạ. Cái này. Đấy. Chép. Thế rồi anh em ạ. Đấy, chép trắng. Nó mệt á. À, chép trắng rồi. Ngày xưa. Đã quá. Đã ngồi trên kia. Đây anh em. Đang ngồi nghe chuồng reng 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 reng. Đang câu run trên. Mà là con chép. Quá đẹp. Đây anh em ạ. Đấy. Bắt ra đây nha.
chà, vậy ghê thế. Ăn trượt mấy lần rồi mọi người ạ. Này mắc rồi con này. Chép mình à. Kilo gầm chắc đét anh em ạ. Phê chưa? Đấy. Sướng quá. Đang ngồi phía trên kia nghe nó. Xeng 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 chuông còn chạy xuống. Lùi khá phê. Gắn chuông để đặt nhau lên, lại lên cầu run đây. Lúc nào có chuông mình lại xuống, không có thì tí xuống thay mồi lần nữa. Mình còn chừng 3 đến 4 mồi lằng xê là hết thôi. Nãy cần này nó kéo dê xuống nó không dính. Mình thả sang phía bên kia, khi mà mình thả xuống đuôi dưới này mọi người này. Đây mình thả hai cần cố định chỗ này thôi nhá, nó còn quẩn quẩn này. Bây giờ lên cầu run ạ. Mình lên thêm một chặt anh em này, mình vừa tắt máy xuống nâng cái con cá kia lên, mình đang để máy không nói mình đang lên nó ăn từ lúc nào đây, nuốt rồi. Đây thêm một con chặt nữa nhá, vui thật. Thế là mình có hàng nhá, hai chặt rồi, chép trôi rồi, này quá thành công anh em ạ. Như vậy mình lên được hai em chặt nha mọi người ạ, vừa lên được thêm một con chép khá to, chừng ký hơn ký đó, với một con trôi. Một số cá bé khác nó bây giờ xuống cất con chạch à, cứ để đây chờ đợi chút nó xem thế nào anh em nhé. Mình lại tắt máy mọi người, lên thêm con chạch này, đang nạp pin. Cái máy này nó nhanh hết pin quá nên lúc nào mới nạp. Tiếp tục cầu anh em nhé, lên thêm con chạch nữa nhá. Chuột rung rồi. Mình có mắc không thôi. Sổ mất rồi chẳng có. À đang còn, đang còn. Đang còn anh em ạ. Nè. Nó ngã mất rồi chứ. Cũng hai cây bên này. Cây bên này mọi người nhá. Đây. Đấy đấy đấy. Giời. Thằng Du Phi ăn nó kênh. Ôi giời. Rơi luôn. Du Phi anh em ạ. Thằng bàn tay nó rơi luôn. Ăn nó hết cá mồi của mình. Bực thật. Phá mất mồi của mình. Bằng chừng này này. Cứ tưởng ra chép hay cá trôi. Hóa là chú Du Phi. Buồn thật. Đây anh em, mình lên thêm con trôi này. Đóng cho má lưỡi vào thế này. Mình đang nạp pin, không kịp quay. Nó kéo rồi. Thêm con trôi này anh em nhé. Hai lưỡi xuống lưng, một lưỡi vô mồm. Chạy đâu cho thoát. Mình nhà chuyện xuống dưới này câu chạy tới 3 phút 1 tiếng thì nó là mọi người nhá. Rồi về. Mà cái máy kia, máy Sony của mình nó đang trục trặc phần cứng, nó phải gửi bảo hành. Còn máy này, GoPro này nó câu quay nó nhanh hết pin đó. Nó bất tiện. Này chỉ quay clip ngắn thì được. Cái dài của mình cầu hơi bất tiện anh em ạ. Mình lại phải đi nạp pin nữa. Đây anh em, con chạch của mình đây.
Mình nãy giờ vẫn đang nạp pin thôi. Máy này lôi thôi quá, phải nạp pin suốt. Mình kéo, nó kéo sát vào bờ, kéo. Trước mình rơi còn to hơn ấy. Lúc mình mới lại được chỗ điểm này này. Cầu chút nó về thì anh em bạn được có chạch rồi, vui rồi. Được con này con thứ tư đấy hôm nay à. Có chép, có chui, có chạch, rất vui anh em nhá. Đấy. Lại thêm em bộ kìa to nè mọi người này. Đây. Mình giật lên không thấy đâu, nó lại nuốt trứng luôn đấy, nó lôi sát vào bờ mình không để ý đâu. Mình vừa bắt chặt xong nhìn cái cần này thấy cây dây nó kéo sát vào bờ. Con này cũng khá to to đấy, vàng ươm nhá. Rất đẹp. Cá lại cắn liên tục. Sắp về cá lại cắn. Mình tiếp tục câu mọi người, mà máy nó còn ít pin quá thôi. Không thể quay liên tục được. Anh em thông cảm chút nhá, bỏ sao không thấy dần vẫn có cá nhá. Anh em ạ. Úi giời. Chót lên con cạnh nữa. Ui quá. Dìu 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 nuốt luôn. Đây anh em. Lên con cạnh nữa này. À mỗi thù có nốt cái mồi này thế nó còn ăn này anh em nhỉ. Chạch nữa nha. Quá vui. Mình lôi cho nó chết luôn rồi, không cắt thẹo nữa vì sắp về rồi. Mình về luôn thôi anh em ạ, một câu lại để hôm khác thôi nhá. Đang thu mấy cần bên kia về rồi. Sang bên này là được thêm hai chạch, ba bò. Mình nên thu nốt ba cái cần này rồi về anh em nhé. Đây mọi người ạ, hôm nay hàng của mình đây được một con chép cá to chừng hơn 1 kg, hai con trôi và 5 con chạch làn với 7-8 con bò thì mình không biết. Đây là mình câu giun, cá chép với cá trôi là mình câu đang xê. Hôm nay nói chung không được nhiều lắm đâu, cũng được hơn 2 kg thôi, nhưng cũng rất vui rồi anh em ạ, vì có hàng không có cá chép bự này, về hấp luôn. Thôi chào mọi người nhá, chào tất cả anh em, nhớ xem và ủng hộ kênh cho mình, thì mình thêm động lực đi làm những video clip mới hơn nhá. Hẹn gặp lại trong mọi người trong những video sau nhá.